Chim cốc lớn là một loài chim đẹp với vẻ ngoài gần như nguyên thủy. Nó thường được nhìn thấy trong tư thế giơ đôi cánh ra cho khô. Loài chim này là một tay đánh cá siêu đẳng và khả năng này có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho con người. Chim cốc xuất phát từ tiếng Latin corvus marinus, có nghĩa là con quạ biển. Người ta đã thấy chim cốc lớn nuốt những viên sỏi nhỏ để tăng thêm trọng lượng nhằm lặn dễ dàng hơn, chúng nôn ra sau khi ăn. Trên cạn chim cốc lớn vụng về nhưng chúng rất nhanh nhẹn và hoạt bát khi bơi lội. Do bộ lông dễ thấm nước của chúng, chim cốc lớn dành nhiều thời gian để làm khô và tỉa lông, đôi khi kéo dài tới 30 phút. Chúng phải làm khô lông ở một tư thế cụ thể, dang rộng đôi cánh khi đậu trên cành, điều này cũng có thể giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Những con chim này ấp trứng bằng bàn chân có màng lớn. Những quả trứng được đặt trên bàn chân của chúng, nơi chúng được sưởi ấm giữa bàn chân và cơ thể của chúng. Chim cốc lớn thường được ngư dân coi là đối thủ cạnh tranh, mặc dù đôi khi chúng được sử dụng để bắt cá, đeo vòng cổ để ngăn chúng nuốt cá và đuổi từ thuyền đi đánh cá. Cốc đế lớn là một loài chim cốc thuộc họ cốc. Chim cốc lớn xuất hiện khắp châu Âu, châu Á, Úc, châu Phi và vùng duyên hải Đông Bắc, Bắc Mỹ. Chúng có thể là cả cư trú và di cư trong suốt cả năm ở một số khu vực. Đây là một loài chim lớn màu đen nhưng có một sự khác biệt lớn về kích thước trong các phạm vi phân bố. Trọng lượng được ghi nhận từ 1,5 kg đến 5,3 kg với trọng lượng điển hình là 2,6 đến 3,7 kg. Chiều dài có thể dao động trong khoảng 70 đến 102 cm, sải cánh dài 121 đến 160 cm. Chân ngắn nằm xa về phía sau thân, giữa các ngón có màng bơi, cánh to rộng, sải cánh dài. Bộ lông màu đen có ánh xanh lục pha tím đỏ ở phần đầu, cổ, mặt trên thân và đuôi. Phần má quanh mắt và ước có một vệt khá rộng, màu trắng. Tại Việt Nam, cốc đế lớn phân bố ở các tỉnh đồng bằng, vùng núi thấp thuộc Bắc Bộ và Nam Bộ, nhất là khu vực rừng ngập mặn tỉnh Ninh Hải nay là tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thường sống ở các vực nước, hồ lớn, sông suối có nhiều cá. Chim cốc lớn là loài ăn thịt, chúng chủ yếu ăn nhiều loại cá và khi đánh bắt ở vùng nước ngọt, chúng cũng sẽ ăn động vật giáp xác, lưỡng cư và côn trùng. Cách kiếm ăn là bắt mồi trong nước bằng cánh lặn trong nước. Sau khi kiếm đủ thức ăn thường có tập tính phơi nắng. Làm tổ tập đoàn trong các sân chim ở đồng bằng sông Cửu Long. Mùa sinh sản hàng năm từ tháng 6 đến tháng 8. Thời gian làm tổ từ 10 đến 15 ngày, mỗi lứa đẻ 4 đến 6 trứng, số ngày ấp trứng từ 24 đến 26 ngày. Cốc đế thường sống tập đoàn, tập trung ở vùng đồng bằng tại những vùng đất ngập nước, đôi khi còn gặp ở vùng núi nơi có các hồ hay đập nước lớn. Loài này thường sống cùng sinh cảnh với hai loài khác là cốc đế nhỏ và cốc đen. Chim cốc lớn hoạt động vào ban ngày và là loài chim sống bầy đàn. Thường rời tổ đi kiếm ăn vào sáng sớm và quay trở lại trong vòng 1 giờ. Dành ít thời gian mỗi ngày cho việc kiếm ăn, chim bố mẹ có con non có xu hướng kiếm ăn lâu hơn. Phần lớn thời gian trong ngày dành cho việc nghỉ ngơi và rỉa lông gần các khu vực kiếm ăn hoặc ở những nơi trú ẩn.
Chim cốc lớn nói chung không tấn công lẫn nhau, ngoại trừ tại các địa điểm làm tổ, nơi chúng thể hiện hành vi lãnh thổ. Có thể có hệ thống phân cấp thống trị. Ngoài mùa sinh sản, chúng thường tụ tập thành đàn hỗn hợp nhiều lứa tuổi, khác giới tính. Tình trạng tại Việt Nam, số lượng bị giảm sút nhanh do nơi kiếm ăn bị thu hẹp, nguồn thức ăn là động vật, thực vật thủy sinh bị ô nhiễm có thể do tồn dư chất hóa học. Mặt khác, nơi làm tổ cũng bị thu hẹp và bị nhiễu loạn do các hoạt động kinh tế khác nhau của con người, kể cả việc lấy trứng và bắt chim non ở các sân chim. Biện pháp bảo vệ đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam bậc nguy cấp. Cần bảo vệ nghiêm ngặt các sân chim ở đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng hợp lý và bền vững các vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp 10.